Anh cũng muốn thế giới nhìn vô Việt Nam mình là một quốc gia không thể sánh bằng của Việt Nam, tại vì con người Việt Nam mình không có dở. Hello PRWN Drabit. Hôm nay mục đích của chúng ta chủ yếu là nhận định đánh giá chung kết thế giới cũng như là phân tích về chung kết thế giới. Khi nào mà tôi bắt đầu tôi làm thì tôi sẽ nói những cái lời nhận xét của mình, tại sao nó xảy ra như vậy và tại sao là nó đánh giá dựa trên những cái tiêu chí gì. Nó sẽ rất là khách quan nên vì thế anh em có một cái nhìn tổng thể. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ xếp hạng về cái việc mà hạ các đội tuyển. Cái việc mà xếp hạng các đội tuyển này theo cái gì? Đây bây giờ bắt đầu nè, Ranking World 2021 của ngày REN. Thì cái việc xét những cái đội tuyển này dựa trên những tiêu chí sau đây. Thứ nhất về cái vòng playoff chung kết của tất cả các đội. Cái thứ hai, theo những thông tin tôi tìm hiểu cũng như nhận được từ các cái bộ trưởng bộ thăm mưu này nọ thăm dò đi. Đó. Và cái thứ ba là dựa trên tiêu chí meta và lối đánh của từng team. Thì đây sẽ là một cái sự đánh giá của tôi về các đội tuyển và cũng như là cái kinh nghiệm đánh BO5. Anh em hình dung chưa? Anh em hình dung được đúng không? Rồi. Thì tôi sẽ xếp là từ S trở xuống, từ S, A, B, C, D. Ở vị trí S ở thời điểm hiện tại ở vị trí S là sẽ có Đông Quang Kia. Tại sao Đông Quang Kia được xếp vào vị trí S? Tại vì họ có một cái đội hình đồng đều từ trên xuống dưới. Đồng thời cái cánh đối lưu của họ là mid rừng của họ quá khỏe, tạo một cái tiền đề rất lớn. Và những cái landing của họ là top và bot đó, đều triển khai được cái nhịp ở đây là cái nhịp gì? Nếu mà họ có lợi thế họ đẩy nhanh rất là ghê và snowball rất là mạnh. Nhưng nếu cái đội hình họ cần thời gian và cần sức mạnh, họ chậm rãi, họ trì tiết tấu của trận đấu xuống, làm cho cái thời điểm sức mạnh của họ tăng tiến được. Thì đây là một trong những cái hay của Đông Quang Kia. Và cái ăn tiền của Đông Quang Kia đó là cái gì? Cái việc giao tranh tổng combat 5 năm. Cái vị trí giao tranh của từng thành viên nó cực kỳ xuất sắc và thể hiện ở cái việc xử lý kỹ năng cá nhân của từng thành viên. Thì đây là một trong những cái yếu tố tiên quyết giúp họ trong những pha giao tranh lớn, rồng cũng như là baron cũng như là sứ giả, tạo ra tiền đề rất lớn cho họ. Thì với những cái điều như thế họ xứng đáng ở vị trí S. Tiếp theo, tôi phân vân cái chuyện này rất là nhiều giữa EDG và FBX. Thực ra cái trận chung kết EDG thắng FBX nó nằm ở cái chỗ phong độ scout quá ghê và đôi bi ở trận đó hơi bị nhợp. Không phải bị khớp nên mà bị nhợp đó mấy ông. Tôi không có đánh giá EDG ở chung kết thế giới sẽ cao, tại vì nó nằm ở cái phần là thứ nhất là cái quá trình của EDG từ trước giờ nó gọi là có cái nhớp nhẹ đi. Cái thứ hai á là ra thế giới tôi nghĩ Donby có một cái gì đó mà nó sẽ lực hơn. Nó mang tính chất gọi là nắm rõ đối phương hơn, tự tin hơn á, biết mình đang ở đâu á, kiểu như mấy ông làm cái gì á, thí dụ như mấy ông tham gia một cái cuộc thi đấu đi. Hay là ông làm bất cứ gì luôn. Ông kiểu dạng như nè. Bay muốn làm gì vậy, bay làm đi chứ. Để biết thực lực mình ở đâu nên kiểu dạng vậy đó. Nên là tôi sẽ xếp FPX ở vị trí TS. Cái vị trí cuối cùng tôi sẽ xếp đó là T1. Tại sao tôi xếp T1 vô S? Thứ nhất là, một là tôi thích T1, tôi cũng là fan T1. Cái thứ hai á là ở nằm ở vị cái điều á là đánh những cái đánh người ta bảo á, có những cái đội rất là khôn nhà dạy chợ là trong giải đánh ghê lắm nhưng ra ngoài nước là ý ẻ ẻ nè. Nhưng mà T1 thì lại khác, mỗi lần mà T1 đi ra được thế giới á, là luôn luôn làm một cái gì đó là mình là mãi. Và đặc biệt là trong những trận đánh BO5 và T1 có một cái nội tại từ xưa đến giờ, đó là cái việc mà càng đánh thì càng hay, càng đánh mà càng hay. Và cái việc mà T1 vô được cái một cái bảng dễ nữa, một cái bảng khá dễ á, đối với Ren là khá dễ đó, thì Ren nghĩ là T1 sẽ ý ẻ ba la hẹ TAS. Còn TAA thì sẽ có EDG, Mad Lion, Gen G và BSG Talon.
Ren đánh giá cao PSG hơn là ANG ở thời điểm này nha. Nha, Ren xếp trước rồi Ren sẽ nói từng team cho mọi người nghe. C. Rồi C. Đây. Đây. Thì ở A chúng ta sẽ có EDG, Madlen, Gen.G và BSG Talon. Thì tại sao đây anh đánh giá BSG Talon ở TA? Tại vì cơ bản khi mình thấy BSG Talon họ đánh á, cái mà họ thường họ bị mắc phải khi mà họ đi đánh giải á, là lúc nào mình cũng cảm thấy là họ bị một cái vấn đề trục trặc gì bị tim á, là một là ông nội AD thi đấu không được, hai là như thế này như kia. Thì ở cái đợt này á thì BSG Talon họ có một cái đội hình chuẩn chỉ và họ đi được và cái lối đánh cũng như là cái phong độ của họ ở thời điểm hiện tại cũng khá là cao, nên là Ren xếp vào A. Trong đó Gen.G, Madlen nha, Madlen thì mình theo dõi Madlen trong vòng 2 năm trở lại đây thì thấy Madlen là một cái đội tuyển mà đào tạo tuyển thủ trẻ để đi lên, và họ có kinh nghiệm rất là nhiều trong việc đó, và các tuyển thủ của họ đã có một cái sự dày dặn kinh nghiệm thi đấu ra đấu trường thế giới, và cái cách họ thi đấu, cái cách họ chiến thắng những cái team ở khu vực châu Âu á, mình nhìn vào á mình thấy họ có sự macro triệt để và cũng như là xử lý kỹ năng rất là táo bạo. Tại sao gọi là dùng từ táo bạo ở đây? Họ dám nghĩ và họ dám làm. Họ không phải như là cái thời kỳ đỉnh cao của Jiju có thể macro một pha 4 phút hay là Đông Quan macro một pha 3 phút như nào nữa. Họ chỉ macro khoảng tầm 1 phút rưỡi thôi. Tuy nhiên là cái việc họ ứng biến trận đấu cũng như xử lý kỹ năng á, đặc biệt cực kỳ tốt. Thì đó là một trong cái điểm mạnh cực kỳ mạnh của Madlen ở thời điểm này. Và với cái nhịp độ thi đấu ở chung kết thế giới nó diễn ra nhanh cũng như là cái bảng này diễn ra nhanh á, thì Ren nghĩ là Madlen sẽ là một cái thế lực cũng là khá là gồm. Trong khi đó thì Gen.G thì như nào? Gen.G thì cái lối đánh của họ thì chúng ta đều có thể thấy Gen.G cái lối đánh của họ là xoay quanh AD và Ruler. Và Ruler cũng là một trong những cái họng súng rất là chắc nịch ở thời điểm hiện tại. Và cái lối đánh bây giờ cũng sẽ xoay quanh vị trí ở đường dưới cũng khá là nhiều. Khá là nhiều, và cái người chơi mà tiềm năng của họ là người chơi Click á. Click bây giờ vẫn gọi là tiềm năng đúng không? Tại vì đối với tôi Click anh ta chưa thật sự thể hiện được đúng cái bản chất của một ngôi sao. Thật sự lúc mà Lick thi đấu đến bây giờ á, từ lúc mà ở T1 đến bây giờ á, Lick lúc nào cũng thiếu một chút á. Và hy vọng ở cái chung kết thế giới này Lick không làm tôi thất vọng. EDG thì sẽ có một cái trận chung kết cực kỳ mãn nhãn đối với lại FPX, với sự cực kỳ tỏa sáng của Scout. Thì ở chung kết thế giới này hy vọng họ sẽ giữ được cái mạch như vậy và họ thể hiện tốt của mình. Còn ở cái rugby này nè thì cũng không có gì đáng nói nhiều anh em, tại vì cơ bản là tụi mình cũng để ý là cũng thấy là các đội tuyển này là cũng đã trong đánh playoff cũng đã cho chúng ta thấy là những cái nhược điểm nhất định của họ. Lightning thì phụ thuộc quá nhiều vào phong độ của Icon. Hanwalai thì phụ thuộc phong độ quá nhiều của Homogan. RNG thì phụ thuộc quá nhiều vào phong độ của hai người đi rừng. Không nhớ không lầm là hai người đi rừng là Che Che với Chin Chin gì đúng không? EDG mới là Che Che Chin Chin nè. Còn RNG thì còn Quay thôi. Ông Quay hả? Ông Quay á, coi từ ra lục lại ký nhất kìa. RNG là Quay. Ryan đúng không? Ryan với Quay đúng không? Ryan với Quay là ông nội Ryan với Quay, nhầm vậy là nhầm rồi.
ông nội Ryan với ông nội quay á, là hai ông nội này là kiểu như cái lối đánh của Anzi không có xoay quanh ra được giữa nhiều, làm cho ông Ryan ông đã thọt hơn rồi, ông đã thọt rồi, bây giờ ông thọt hơn đó, nên là khó đánh. Những đội tuyển còn lại mình thấy á, họ đánh ra mid rất là nhiều nè, T1 cũng đánh ra mid nè, Đông Quân cũng đánh ra mid nè, FBS cũng đánh ra mid nè, EDG cũng đánh ra mid nè, BSG Talon cũng đánh ra mid nè, Genji là cũng đánh từ mid đánh xuống xuống bot nè, Malon thì đánh tổng thể đấy. Còn Fnatic thì tôi không có để ý nhiều Fnatic lắm, thật sự là không có để ý nhiều. Với 100 team cũng vậy, tôi chưa xem một trận đấu nào của bên Bắc Mỹ luôn á. Tôi nói thật, tới thời điểm hiện tại nha, bên tôi không có đánh giá cao. Tôi chỉ vô, tôi chỉ hả vô tôi coi kết quả rồi tôi vô tôi lướt ngang coi trăm team đánh như thế nào thôi, chứ tôi không thực sự là coi một trận đấu từ trên xuống dưới như thế nào. Những đội còn lại thì bình thường. Có DFM, hy vọng DFM với cái lần mà ra giải cái mùa này á, hy vọng DFM sẽ làm được những cái gì đó nó ghê gớm, nó mặn mà, nó mặn nồng hơn. Chứ lần nào đi cũng ý ẹ bả lá hẹ ở ngoài hoài thì cũng mất ý chí lắm nha. Cố gắng lên nha DFM nha. Tôi sẽ ủng hộ DFM một vót, tại vì hồi trước cũng hay trend đi DFM. DFM có người đi rừng cũng ý ẹ bả lá hẹ. Nhưng mà Utahborn thì đánh không ok lắm, nên là không có hy vọng nhiều về Utahborn. Nha. Sơ bộ đánh giá tổng quan là như thế này thôi. Sơ bộ đánh giá tổng quan là sẽ như thế này.